Một tế bào của ruồi giấm đang ở kỳ sau của giảm phân 2. Tế bào đó có bao nhiêu nhiễm sắc thể, trạng thái đơn hay kép? 10 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Bộ nhiễm sắc thể đơn n bằng 4 ạ. Ở trạng thái đơn, nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn có bộ nhiễm sắc thể là n bằng 4. Ở trạng thái đơn. Và nhiễm sắc thể là bao nhiêu ạ? N bằng 4 ạ. Ở trạng thái đơn và nhiễm sắc thể là n bằng 4. Đáp án của chúng ta như sau. Ở trạng thái đơn nhưng nhiễm sắc thể ở có phải là 4 không ạ? Phải là 4 không ạ? À, cô hiện tại bây giờ thì cô đã nghe thấy một thành viên của khối 9. Chúng ta đã trả lời câu hỏi của cô là 8. Vậy đáp án chính xác là 8. Và đội khối 9 chúng ta đã không ghi được điểm đối với câu hỏi sinh học rồi. Tiếp theo còn một câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi thuộc lĩnh vực thể thao. Giải bóng đá V-League 2020, đội bóng nào vô địch và ai là huấn luyện viên vô địch của đội bóng đó? Và ai là huấn luyện viên đội bóng vô địch đó? 10 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Bóng tiếp theo của huấn luyện viên hình như là các bạn đang có sự tương tác với các bạn cổ động viên của đội mình phía dưới đúng không ạ? Huấn luyện viên nào, câu hỏi của ban tổ chức đã đưa ra và đây chính là câu hỏi trả lời cuối cùng của bạn, đó là gì? Câu trả lời cuối cùng của bọn em là đội bóng tiếp theo của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ạ. Quả thực đó chính là đội bóng Việt Theo, nhưng huấn luyện viên chính là Trương Việt Hoàng. Đội khối 9 của chúng ta hôm nay với tinh thần có khi là hồi hộp. Đến với đội chúng ta hồi hộp đúng không? Vậy chúng ta cùng cố gắng ghi điểm của mình.